mỗi lần đeo là cực kỳ nặng cổ các mọi người nha, nhưng mà vẫn phải quay đeo để làm màu câu view mọi người, làm màu rẻ tiền vãi cái lều ra nhưng mà vẫn phải làm đó. Và Mộc sẽ giới thiệu mọi người cái bộ bàn ăn, bàn chè, cái này bộ 6 ghế Mộc đang làm cho khách nha mọi người. Thì bộ này nó có gì đặc biệt so với cái bộ các bộ bình thường? Thì cái bộ này nó có điều đặc biệt hơn ấy, là cái bộ thay vì Mộc làm 3 râu thì khách hàng yêu cầu lại đặt thêm một râu là làm 4 râu. Nghĩa là bình thường mọi người thấy cái chân trụ của Mộc này nó có 3 cái râu thôi. Khách hàng kêu là đặt theo yêu cầu thì khách hàng muốn làm 4 râu. Và chân trụ này bình thường là chân trụ này là Mộc làm đường kính 17 xăng, thì cái này là khách đặt đường kính là 20 xăng, trụ to hơn mọi người. Đặt nguyên khối nha. Và chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%. Thì cái loại này như Mộc nói là tuy nó làm từ gỗ gõ đỏ, ý là tuy nó rẻ rẻ thôi nhưng mà nó cũng làm bằng gỗ gõ đỏ 100%, nên xài cũng vẫn rất là bền, rất là tốt. Như Mộc nói là xài 6-70 năm là xài bình thường. Bộ này bộ 6 ghế thì mọi người có thể làm bàn ăn hoặc bàn chè. Thì bộ này là 13.900.000 mọi người nhá. Đường kính này là 98, viền ngoài 2,5 phân, mặt bên trong là 1 phân. Nhưng mà Mộc nói là vẫn rất là cứng, bởi vì mọi người để đồ gì ấy thì nó cứng là do cái hệ đỡ của nó. Thì mọi người để cái này thì để cả 100 kg lên trên này cũng là bình thường. Nên mọi người để đồ ăn thì làm gì để tới cả 100-mấy chục ký, phải không? Đấy. Và cái ghế này thì đi cái ghế bàn chè ngồi cũng rất là sướng nha mọi người. Bởi vì cái bàn chè Mộc nói là làm cái ghế của Mộc làm là thiết kế theo đúng chuẩn lắm. Là mọi người biết là các hàng này của Mộc ấy là đều là hàng là Mộc tuyển là những thợ hoặc là xưởng chất lượng nhất ở khu làng nghề Mộc để làm ra những cái ghế là đúng chuẩn, khi mọi người ngồi là nó sẽ thoải mái, ngồi nó sướng, chứ không phải là ngồi cái ghế mà cứ cấn lưng thẳng thẳng đâu. Không có, cho dù các ghế giá rẻ của Mộc hay là gì đấy, ngồi vẫn phải thoải mái, ngồi sướng. Và thiết kế đều là hệ mộng hết. Đấy, thiết kế đều là hệ mộng hết. Đấy. Sơn xịt cả dưới gầm rất là sạch sẽ luôn nha. Đấy, một bộ như vậy có 13.900.000 thì xài mấy chục năm quét rẻ. Còn cũng nó là gỗ gõ đỏ nem phi 100% nha, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te. Thì mọi người sẽ thấy là thay vì thằng này nhỏ giá rẻ vào, xuất xả qua thằng bự hơn. Đấy, thằng này thì chất gỗ của nó thì cũng y chang, cũng là gỗ gõ đỏ nem phi, nhưng mà loại này là loại lựa vân cây, nên mọi người sẽ thấy vân của nó đẹp hơn. Và bộ này 10 ghế thì nó tới là 49.500.000. Đấy, thì nó là bàn lớn thì nó mắc tiền. Mặt ghế thì thay vì kia mặt mỏng thì loại này là mặt dày 3 phân. Đấy. Cái này là hàng khách đặt theo yêu cầu đó mọi người nha. Cái loại này khách đặt theo yêu cầu ấy. Cái mẫu này Mộc làm cho khách. À, cái này khách hàng của Mộc sâu 47, mọi người thấy dị không? Đấy, bình thường là Mộc làm 43 nha, anh đặt yêu cầu ấy. Ngang là 46, còn bình thường là Mộc làm 44. Xong rồi tựa này là 2 phân, xong rồi mặt bàn thì bộ 10 ghế. Đấy. Xong rồi anh đặt nhiều cái đặt yêu cầu, như cái này là ngang 1m07 này. Dài này là 2m05. Đấy. Xong loại này thì viền ngoài là 3 phân nhé mọi người, mặt bên trong là 1/3. Mọi người thấy hàng vân cây đẹp không? 49.500.000 mà râu rồi mọi người thấy. Râu rồi là râu 8 phân nha mọi người nha. Đấy. Rồi cái bản này cũng dày à. Bản cục này là 5 phân này. Đấy, khách hàng đặt theo yêu cầu. Xong rồi chân này thì anh yêu cầu là chân đục chẹm nữa. Đấy. Nói chung này Mộc dạo gần đây ấy, thì Mộc gặp rất là nhiều hàng theo yêu cầu. Bởi vì thời buổi kinh tế khó khăn mọi người. Đó, thì những anh nào người ta có tiền ấy, đấy thì mới đặt hàng theo yêu cầu thôi. Đó. Bộ này 10 ghế, mặt 3 phân rất là độc lạ và đẹp luôn. Thì bộ này là tới 49.500.000 nha mọi người nha. Còn cái hàng bình thường của Mộc ấy thì mặt này 1/8 thôi chứ không tới 3 phân như vậy. Và cái đáy của nó không đến sâu như vậy. Cái này ăn nhiều cái ăn theo yêu cầu á.
Nhưng mà quan trọng người ta chịu chi mọi người. Đấy, 49 triệu 500 bộ này. Cũng ngày bán ăn. Bộ bên kia có 13,9 bộ, bên này 49 năm. Cũng ngồi để ăn cơm. Ờ, vậy nhé mọi người nhá. Chào mọi người.